Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tech Mili Channel. Mình đã có một cái video nói về lộ trình trở thành frontend developer. Có nhiều bạn đã hỏi mình rằng bạn ấy muốn tập trung vào React thì cái lộ trình để học React nó như thế nào. Mình cũng gặp khá là nhiều bạn khi mà muốn học React hay là làm frontend developer ấy, thì các bạn thường là đọc luôn, làm luôn. Chính vì vậy mà đôi khi nó không hiểu, gặp một số cái phần không hiểu tại sao làm như này, tại sao làm như kia, đâm ra là rất dễ bị nản khi bắt đầu học React. Chính vì vậy mà mình sẽ ra một cái video nói về cái lộ trình để trở thành một cái React developer. Chúng ta cần học những cái gì? Thì bài này nó sẽ phù hợp với các cái bạn mà có kiến thức về lập trình, hoặc là các bạn chuyển ngành chẳng hạn và muốn học React để đi làm, thì chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu, như thế nào. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng ra 1 đến 2 video trong một tuần. Thì các bạn nếu thấy hay hãy like, share, subscribe cho Tech Mili Channel nhé. Bài này thì mình sẽ dùng hai cái sụp chính, đó là một cái roadmap React Developer. Nhưng bản này thì cũng khá là outdated rồi, thì mình sẽ kết hợp với một cái nguồn khác, đó là một cái bản roadmap mà mới cập nhật gần đây. Tuy nhiên thì mình cảm nhận là nó vẫn chưa được update hoàn chỉnh lắm. Thì đối với cái roadmap này thì cái phần màu vàng ấy, đó là cái phần mà mọi người phải học. Cái phần thứ màu cam, đó là cái phần mọi người nên học. Và cái phần màu xám, đó là có thể học hoặc không. Thì để trở thành một React developer ấy, thì nó cũng là một cái thư viện hay là framework của frontend. Chính vì vậy mà để trở thành frontend thì chúng ta sẽ phải cần học HTML, CSS là điều đương nhiên rồi. Thì cụ thể ở đây có nêu ra là cái basic về HTML, các cái thẻ semantic để phụ cho việc SEO, cũng như là cái chia cái cấu trúc layout của một trang web như thế nào. Nếu mà bạn muốn nghe kỹ hơn về cái phần HTML hay CSS này thì các bạn có thể là xem lại cái video trở thành lộ trình frontend developer của mình đã làm ở trước đây. Thứ hai là CSS thì cũng tương tự, chúng ta học các cái thuộc tính cơ bản này, chia bố cục được sử dụng là flex hay grid, và làm trang web responsive sử dụng media query, vân vân. Tiếp theo, một cái phần rất là quan trọng mà thường mọi người học khá là nông để mà chúng ta chuyển luôn qua React, thì mình khuyên các bạn nên học JavaScript thật chắc. Thì ở trên cái trang Kufutech thì mình cũng đã ra một cái roadmap và có rất nhiều cái resource để chúng ta có thể là học JavaScript ở trên đấy. Có cả các cái nguồn tiếng Anh và tiếng Việt. Ở đây có nêu lên một số các cái syntax cơ bản này, học về DOM này, hoisting, event. Ngoài ra chúng ta cũng phải biết được một số cái phần nâng cao của JavaScript, ví dụ như là querying này, prototype này, vân vân, biến dịch này, rồi học cái cú pháp của ES6. Ở đây thì tác giả nêu cũng khá là chung chung thôi. Cái phần jQuery này là option, bây giờ thì chúng ta không code nhiều jQuery nữa nên các bạn có thể bỏ qua phần này. Sau đó thì chúng ta sẽ cần học một số cái skill tổng quan về ngành lập trình, ví dụ như là Git, HTTP, HTTPS, protocol, học về cách cái search. Search này cũng là một cái rất là hay, và đối với lập trình viên thì điều này là thật sự cần. Chúng ta ví dụ có vấn đề thì chúng ta làm thế nào để tìm kiếm trên Google để nó giải, để nó ra được cái solution cho chúng ta. Các cái câu lệnh về terminal, về data structure, algorithm hay là design pattern thì cái này các bạn cũng nên đọc qua. Nếu như mà ban đầu mất thời gian quá thì các bạn có thể là học cơ bản phần này, biết nó là cái gì, nó có những cái dạng gì, chúng ta hiểu. Sau đấy là chúng ta học đến cái roadmap là học React.js. Thì đây đang viết cái React.js trước những cái phần này, nhưng mà mình khuyên mọi người là nên học những một số cái phần này trước, trước khi mà chúng ta tiến tới React. Thì đầu tiên là những cái phần liên quan đến build tool. Build tool thì ở đây có npm, jar hay là pnpm. Cái thằng này nó sẽ giúp chúng ta quản lý các cái gói. Ví dụ như React cũng là một cái thư viện hay là một cái framework. Thì để dùng chúng thì chúng ta có thể là thay vì chúng ta sử dụng cái thẻ script chúng ta import vào, thì chúng ta có thể là sử dụng bằng package manager quản lý các cái gói. Sau này khi mà dự án nó phát triển hoặc là chúng ta muốn sử dụng các cái thư viện ngoài thì chúng ta sẽ add thêm vào cái package manager này. Và thường các bạn khi mà làm ban đầu thì cũng sử dụng là create React app, thì là cũng sử dụng cái package manager này. Thì sau khi chúng ta
học cái phần Backend Manager này thì chúng ta cũng hiểu được là thì chúng ta biết được các cái cú pháp ở trong file package.json. Sau đấy thì chúng ta sẽ cần xem qua về các cái build tool. Ở đây thì có Webpack này, Rollup, Parcel hay là Fit. Thì cái build tool này nó sẽ giúp chúng ta, hỗ trợ chúng ta cái việc đấy là đóng gói cái dự án. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái công dụng khác nữa, ví dụ như là phân tách các cái file hay là chuyển từ cái cú pháp bậc cao ví dụ ES6 xuống ES5 để hỗ trợ tất cả các trình duyệt, thì chúng ta có thể sử dụng qua cái phần build tool. Sau đấy là task runner, thì thằng build tool này nó sẽ giúp chúng ta cái việc đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải sử dụng bằng tay, thì thay vì thế là chúng ta có thể sử dụng task runner để mà chạy nhiều cái câu lệnh một lúc, hoặc là nó sẽ giúp chúng ta tự động cái việc khi mà có code thay đổi thì nó tự động build lại để chúng ta xem được kết quả luôn. Thì ở đây có khá là nhiều thằng, thì tác giả có nêu là thằng GAM hay là bây giờ thường sử dụng đó là npm script, thì nó chính là cái phần script ở trong file package.json của mọi người ấy. Đó. Thì đối với phần này thì mọi người nên học những cái phần chính, cái concept chính của các cái phần này để hiểu. Để chúng ta vào React thì chúng ta không bị bỡ ngỡ bởi những cái phần file linh tinh nữa. Tiếp theo đến là phần styling. Styling thì sẽ có là CSS Reducer, ví dụ như Sharp, CSS, Post.js, Less Styler. Thì cái thằng này mọi người dùng cái nào cũng được. Thì thằng này nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái việc là thay vì chúng ta code CSS thì nó sẽ giúp chúng ta như kiểu code một cái ngôn ngữ bình thường, sau đó nó sẽ compile ra CSS cho chúng ta. Thì nó sẽ rất là nhiều công dụng nhé. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng biến này, chúng ta viết hàm này, chúng ta tái sử dụng rất là nhiều code kiểu như vậy. Rồi đến phần CSS Framework, thì ví dụ có là Bootstrap này, Material, Boomer, Semantic UI, thì có rất là nhiều cái framework CSS để mọi người sử dụng. Thì mọi người cũng chỉ cần học một cái thôi, tại sao nó lại sinh ra, hay là bây giờ sẽ có thằng Tailwind hay là Windy CSS. Rồi ở một số cái phần nữa mọi người cũng cần học, bởi vì là trong các dự án thực tế thì người ta sử dụng rất là nhiều. Đấy chính là ví dụ CSS Architecture, ví dụ như là đặt các cái tên class như thế nào theo dạng BEM hay là OOCSS, CSS Module, vân vân. Đó, thì mình thấy đa số mọi người là sử dụng theo cái BEM hay là SCS InJS. Thì thằng này mọi người có thể là học sau khi học React nhé. Thì ở đây ví dụ có Standard Component thì ở trong React cũng sử dụng khá là nhiều, hay là Emotion, Radium. Rồi thì đây là các cái phần mà mọi người nên học trước khi mà chúng ta bắt đầu với React.js. Đặc biệt là mọi người tập trung cho mình là JavaScript. Đến React.js thì mình sẽ sử dụng một cái suộc nó mới hơn một chút, đó là bản này. Bản này thì theo mình thấy thì nó vẫn chưa cập nhật được hầu hết các cái phần mới ở bên React, nhưng mọi người có thể hiểu cái concept. Và đa số là nó đã nêu ra được toàn bộ một cái lộ trình để chúng ta có thể được tiếp tục với React.js rồi. Đầu tiên là những cái fundamental topic, là những cái topic mà cơ bản dành cho các bạn mới. Thì đó, thì trước tiên nó là tạo một cái create React app. Thì ở trên doc của React cũng có hướng dẫn chúng ta rồi, chúng ta chạy về xong run project xem nó sẽ chạy như thế nào, xem qua về structure. Tiếp theo là JSX, nó là viết tắt của JavaScript XML. Thằng này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là viết các cái phần UI bằng XML và sau đấy nó sẽ chuyển sang cái JavaScript cho React. Chính vì vậy mà ví dụ ở trong React thì các bạn không viết class được, mà các bạn phải viết là class name. Đó, thì cái đấy chính là cái JSX, và sau đấy React nó sẽ chuyển sang JavaScript để chúng nó hiển thị ra trình duyệt của chúng ta. Sau đấy là về component. Component thì có chia ra là function component thì và class component. Thì hai thằng này kể cả về syntax nó cũng khác nhau, và đôi khi các cái trường hợp nó sẽ khác nhau, nhưng mà đa số bây giờ các dự án thì mọi người cũng đã dùng là functional component rồi. Đó, thì mọi người nên hiểu cái component là cái gì, concept của component. Ngoài ra trước đấy để hiểu hơn những cái phần này thì mọi người nhớ đọc về là DOM khi mà học JavaScript nhé. Thì đến đây nó có định nghĩa là DOM ảo, thì khi đấy thì chúng ta sẽ tưởng tượng cái phần component nó sẽ dễ hơn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến là probe và state. Thì thằng này nó cũng liên quan mật thiết đến cái việc là render hay là DOM ảo nó hoạt động như thế nào.
Học probe và state thì các bạn sẽ cần phải là so sánh xem là state probe công dụng nó là gì, khác nhau như thế nào, khi nào sử dụng và nguyên lý hoạt động của probe và state. Nếu các bạn muốn hiểu sâu cái này thì mình sẽ làm một cái video nói về phần này và cái cách mà khi mà tác giả đã tạo ra React ấy, thì các bạn đã làm như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về là probe và state. Rồi tiếp theo thì sẽ đến là conditional rendering. Thì trong cái trang web chúng ta sẽ có rất là nhiều phần liên quan đến cái việc là kiểm tra điều kiện để rendering, ví dụ như là if else, if thì hiển thị cái thằng này, else thì hiển thị thằng này, hay là switch case đó. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ cần học đến là cái component life cycle, tức là cái vòng đời của một cái thằng React nó sẽ chạy qua như nào. Thì khi mà chúng ta bắt đầu vào trang web và nó hiển thị ở trang web ấy, thì điều gì xảy ra, nó chạy qua các cái bước nào để nó hiển thị trước mắt chúng ta, thì nó chính là cái component life cycle. Và mỗi cái phần component life cycle này chúng ta hiểu nó chạy ra, chạy trước cái nào, chạy sau này, tại sao nó lại sinh ra các cái life cycle đấy này, và cái cách sử dụng, khi nào chúng ta sử dụng cái bước này, khi nào sử dụng cái bước kia, kiểu như vậy. Rồi tiếp theo một cái topic cũng khá là hay, đó là list và key ở trong React. Thì phần này nó sẽ là hiển thị một cái danh sách list, ví dụ như là bạn vào một cái trang nào đấy, nó hiển thị một cái bảng chẳng hạn, hay một cái danh sách, một cái list user gì đấy chẳng hạn, thì nó liên quan đến list và key, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu phần này. Tiếp theo là phần composition và inheritance, thì chúng ta sẽ cũng tìm hiểu concept về composition là gì và tính thừa kế ở trong React. Sau đấy thì chúng ta đến với phần basic hook, thì cụ thể là có useState và useEffect sẽ sử dụng ở function component. Thì hai thằng này nó sẽ giúp bạn thực hành về probe này, state này, lifecycle này ở trong function component. Thì đây là hai cái hook mà chúng ta hay sử dụng nhất và nó cũng rất là quan trọng, thì chúng ta sẽ cần hiểu nó và hiểu cái cách hoạt động của nó. Sau khi mà chúng ta học cái phần fundamental các topic này, thì các bạn nên làm một cái ứng dụng nho nhỏ, đơn giản, và xử lý những cái biến là useState, useEffect, những cái phần liên quan đến condition rendering hay list and key, để chúng ta hiểu được những cái phần này. Sau đấy thì chúng ta sẽ học thêm một số cái phần nâng cao, một số cái advanced topic ở trong React.js. Thì cụ thể đầu tiên nó chính là các cái hook. Thì sẽ có rất là nhiều những cái hook nữa mà chúng ta sẽ cần tìm hiểu, ví dụ u callback, u rep, u memo, u reducer, u context, hay là u layout effect, u interpretive handle, u debug value, vân vân. Đó. Rồi chúng ta sẽ học cách là tự viết ra một cái hook của chúng ta. Thì đối với những cái phần mà logic chúng ta tái sử dụng ấy, thì chúng ta nên viết là cái custom hook. Tiếp theo là về context. Thì context sẽ giúp chúng ta quản lý state ở cái mức độ cao hơn là probe. Ví dụ như là tương tác giữa các cái mối quan hệ phức tạp, ví dụ không phải là cha con nữa mà nó là cháu với lại ông chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta cân nhắc về context. Tiếp theo là ref. Ref thì nó sẽ giúp chúng ta chọc vào cái DOM thật. Chúng nó sẽ referral tới cái DOM để xử lý. Hay render probe, hai order component, portal, error body read, fiber architecture. Thì các cái topic này chúng ta cũng cần học. Có thể là ngay lập tức khi mà làm dự án thì chúng ta chưa động đến những cái phần này, nhưng mà chúng ta phải hiểu nó, thì sau này khi chúng ta gặp cái bài toán ấy, thì chúng ta sẽ biết được thằng React nó có cái này, và trong trường hợp này thì chúng ta nên sử dụng. Thì càng ngày những cái phần advanced này nó sẽ improve cái kỹ năng của các bạn lên. Quay trở lại cái trang này, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cần quản học cái phần là state management. Thì cái công dụng của các phần state management này mà tác giả đưa ra đây ấy, thì bao gồm là component state hay context thì lúc nãy mình đã nói rồi, hay là chúng ta có thể sử dụng redux hay là mobx. Thì cái công dụng của nó cũng như cái lúc nãy mình nói về context ấy, đó chính là nó sẽ quản lý state ở các cái trường hợp nó phức tạp, không chỉ là hai cấp hay ba cấp nữa, mà đôi khi nó rất là nhiều tầng, nhiều lớp, các component nó tương tác với nhau rất là phức tạp. Thì chúng ta nên quản lý state thứ. Thì chính vì vậy nó mới sinh ra các cái thư viện, ví dụ như Redux.
để hỗ trợ chúng ta là quản lý state ở một cái gọi là cái store, một cái kho lưu trữ chung, và chúng ta có thể là cập nhật lên cái store đấy. Khi mà cái store đấy nó thay đổi giá trị thì tất cả các component mà sử dụng ở trong cái store đấy nó sẽ được render lại, thay đổi toàn bộ. Thì cái mà mọi người hay sử dụng nhất đó là Redux. Redux ở đây thì sẽ có một số cái phần xử lý async action xử lý, thì chúng ta có thể là kết hợp với các cái middleware, ví dụ như Redux Thun, Redux Saga đó, hay là một số cái phần hỗ trợ helper, ví dụ là remask, reselect, để chúng ta lấy được cái phần data ở trong store sử dụng. Bên cạnh đó thì khi mà trong web, khi mà chúng ta làm ấy, chúng ta rất hay là thường gặp cái form. Form ví dụ như form đăng ký, đăng nhập này, form điền cái gì đấy. Thì nó sẽ có một cái phần, một cái topic mọi người khá là hay sử dụng, và nó sẽ tạo, và nó sẽ có một số cái thư viện hỗ trợ chúng ta. Đó chính là ví dụ như là Redux form, formic, formme hay là final form. Bởi form nó là một cái phần cũng khá là phức tạp, nó có nhiều các cái trường, ví dụ như input này, text area này, date này, date picker này, hay là time, time picker chẳng hạn. Đó, hay là chúng ta cần phải validate nếu như mà cái form đấy nó chưa hoàn thành, hay là nó điền sai syntax của email chẳng hạn, thì chúng ta phải hiển thị lỗi ở bên dưới. Thì chính vì vậy mà nó mới sinh ra các cái phần liên quan đến hỗ trợ chúng ta xử lý cái form, mà hầu như trong web nào thì cũng có form rồi, đúng không? Rồi tiếp theo thì nó sẽ đến cái phần là routing. Routing là cái phần quản lý các cái router ở trong trình duyệt của chúng ta. Thì nếu các bạn để ý các trang web ngày xưa ấy, khi mà chúng ta đổi giữa các cái trang hay là đổi giữa các cái page thì nó sẽ bị reload ở trên cái thanh tab trên cùng ấy. Tuy nhiên thì là React sử dụng cái cơ chế DOM ảo, và nó sẽ có một cái phần hỗ trợ chúng ta cái việc là chuyển các cái trang như nào, có animation, kèm thêm animation, hay là có một cái thanh load ở trên cùng ở cái browser của các bạn ấy. Đấy, thì là cái phần liên quan đến router, tức là nó sẽ kiểm soát cái việc là vào cái đường dẫn này thì nó sẽ ra hiển thị cái trang nào, thì nó sẽ phần liên quan đến phần router. Routing thì có React Router hay sử dụng Router 5, vân vân. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ học thêm về cái type checker. Thì sau khi mà chúng ta đã làm khá là ổn về JavaScript rồi ấy, với React rồi ấy, thì chúng ta sẽ cần được đòi hỏi một cái phần cao hơn một chút, ví dụ như là cái syntax nó phải, các cái cú pháp nó phải đồng nhất, hay là chúng ta muốn code theo OOP để nó chặt chẽ hơn chẳng hạn, thì nó sẽ có ví dụ như TypeScript này đó, hay là chúng ta muốn bắt cái prop chặt chẽ hơn thì có là prop type này, nó sẽ liên quan đến phần type checker. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ học đến các cái phần tương tác với backend, đó là API client. Thì nó sẽ chia ra hai phần chính, một là RESTful API, thì nó sẽ có ví dụ như là get, post, put, delete, vân vân. Đó, thì thường là sử dụng cái ACID để chúng ta tương tác. Bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái nữa, đó là GraphQL. Thì nó sẽ có một cái thằng hỗ trợ chúng ta trong React, đó là Apollo. Thì thằng GraphQL này thay vì cái việc sử dụng RESTful API, đó là phụ thuộc vào việc backend sẽ trả data cho chúng ta, thì sử dụng GraphQL nó sẽ giúp chúng ta là muốn lấy cái chỗ nào thì chúng ta lấy, tức là chúng ta chủ động về cái mặt là lấy dữ liệu về, thì đó, GraphQL nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái việc đó. Sau đấy thì nó sẽ có một cái phần là Utility Library, tức là các cái thư viện mà hỗ trợ trong cái quá trình mà chúng ta phát triển ứng dụng, ví dụ Lodash, Moment, Class Name, Number Row, vân vân. Thì thường ở các cái dự án thì chúng ta sẽ vào phần package.json ấy, chúng ta xem là cái project đấy sử dụng các thư viện gì. Nếu như mà thư viện đấy mình thấy lạ chẳng hạn, thì mình sẽ đọc cái trên đấy trên GitHub, đọc document để hiểu là các cái thư viện đấy nó sẽ là để làm gì, cách sử dụng như thế nào, thì chúng ta có thể là join dự án, hiểu nó dễ dàng. Rồi sau khi mà đã đến phần này rồi thì mình nghĩ là mọi người cũng nên làm một cái project nó đủ lớn và đủ lâu để chúng ta sẽ ngẫm được là về React cũng như là các cái phần liên quan để chúng ta có thể phát triển trong cái sự nghiệp. Sau đấy thì chúng ta sẽ đến cái phần là testing. Testing ở trong React thì nó sẽ hỗ trợ, thì nó sẽ có ba mảng chính, đó là unit test, thì chúng ta có sử dụng là Z, Enzyme, Simon, Mocha, Chai, vân vân. Đó, thì một số cái dự án yêu cầu cao thì nó sẽ bắt chúng ta sử dụng cái phần unit test như này. Về endurance test thì có Kama hay là
E2E testing thì có semi hay còn gọi là automation test ấy, thì chúng ta có semi-autom, Cypress, vân vân. Đó. Rồi. Ngoài ra thì sẽ có một số phần để mà chúng ta phát triển cái sự nghiệp chúng ta cao hơn. Ví dụ như là học về là I18N để giúp chúng ta làm cái trang web đa ngôn ngữ này. Static Site Generator thì trong React có Gatsby. Hay là Server Side Rendering thì có Next.js, After.js, vân vân. Ngoài ra thì sau khi bạn học React thì các bạn chuyển sang mobile cũng khá là giản, thì chúng ta có thể code bằng cái React Native thì nó sẽ không khác chúng ta khác nhiều React là mấy, và chúng ta chuyển sang rất là đơn giản thôi. Sau đấy thì chúng ta cũng có thể phát triển một cái ứng dụng desktop bằng React, ví dụ như là cái Proton Native, Electron hay là React Native Windows. Thì hôm nay mình cũng đã từng build một cái app, một cái ứng dụng desktop sử dụng React thì khá là hay. Ok, ngoài ra thì chúng ta sẽ phải tiếp tục keep learning bằng cái việc là cập nhật thường xuyên. Ví dụ chúng ta sẽ theo dõi cái GitHub ở bên React, khi mà có các cái thư viện mới thì chúng ta sẽ xem là nó sẽ cập nhật những cái nào, chúng ta không bị lạc hậu. Rồi, video của mình kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, hãy like, share, subscribe cho TechMily nhé.